Sau rằm tháng 10 âm, có 7 con giáp gặp thời đổi vận, vượng tài vượng lộc, giàu có sung túc. Thưa quý vị, những ngày cuối năm là lúc một số con giáp cần án bình bất động, kiên trì làm tốt những việc hiện tại để tránh gặp rủi ro. Thế nhưng đây cũng là lúc bứt phá của nhiều con giáp để có thể về đích viên mãn, đó là cái Tết sung túc nhất. Hãy cùng xem bạn có là một trong số 7 con giáp may mắn dưới đây không nhé. Tuổi Sửu. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần đều là những con người không thích ồn ào, khoe mẽ, nhưng được trời phú cho tài lãnh đạo, nhìn xa trông rộng nên họ sớm muộn cũng sẽ tạo dựng được cho mình một sự nghiệp vững chắc, trở nên giàu có dư giả. Trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Sửu có lộc tiền tài rất vượng, đặc biệt là vào dịp đầu năm. Họ phải trải qua vài tháng sóng gió vào giữa năm, song may mắn là tới cuối năm, những xui rủi này tự nhiên sẽ kết thúc. Tử vi học có nói đầu tháng 11 âm, tuổi Sửu sẽ đứng vào hàng ngũ những con giáp có tài lộc vượng phát vào dịp cuối năm, làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ, tiền bạc không những đủ đầy mà còn có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong thời gian gần. Thứ hai là tuổi Thìn. Tuổi Thìn hầu hết là những con người rất chủ động, họ không người đó đợi sung dụng mà luôn tìm kiếm các cơ hội, tận dụng mọi nguồn lực để kiếm tiền. Họ thông minh, có trách nhiệm và đáng tin cậy nên được các đối tác đánh giá cao. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Thìn được đánh giá là sẽ phát triển vô cùng rực rỡ. Đặc biệt theo các chuyên gia phong thủy, nếu kết hợp làm ăn với tuổi Thân và tuổi Tý thì tuổi Thìn sẽ giàu không để đâu cho hết, tiền bạc tới với họ ảo ạt như nước. Tử vi học còn nói cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thìn may mắn nhất vào 6 tháng đầu năm, khó khăn vào khoảng giữa năm. Tuy nhiên từ tháng 9 âm là họ đã bước ra khỏi vùng tối, từ tháng 10 âm trở đi, mà đặc biệt là sau rằm tháng 10, những vận hạn còn sót lại sẽ tự dưng biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tuổi Thìn, nhường chỗ cho những may mắn thuận lợi không ngừng trong sự nghiệp và cuộc sống của họ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thìn có thể trở thành một trong những con giáp giàu nhất trong tháng này, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải mơ ước. Tuổi Mão. Tuổi Mão bình thường là những con người thông minh, cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh. Thế nhưng trong năm Kỷ Hợi này, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi, nên nếu không biết nắm bắt cơ hội thì thật đáng tiếc. Với những người đủ tham vọng để kinh doanh, năm Kỷ Hợi có thể là lúc họ trở thành ông chủ, gặp được nhiều hợp đồng lớn và thu về số lợi nhuận khổng lồ. Hoặc những người có ý định chuyển việc cũng sẽ rất thuận lợi suôn sẻ, tài chính không những dồi dào mà còn có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới. Tử vi học có nói từ bây giờ đến đầu tháng 11 âm là giai đoạn thịnh vượng nhất của tuổi Mão. Nếu biết nỗ lực chăm chỉ, họ không những có cuộc sống sung túc dư giả mà thậm chí còn giàu nứt đố đổ vách. Tuổi Tuất. Thông minh lại siêng năng gần cù và sống có nghĩa khí, tuổi Tuất luôn được nhiều quý nhân phù trợ trong cuộc sống, nhất là trong năm nay, đặc biệt khi họ bước vào lĩnh vực kinh doanh sẽ thu được nhiều lộc lá. Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Tuất là một trong số những con giáp giàu có cả đầu năm và dịp cuối năm. Tử vi học có nói nếu như họ có 3 tháng đầu tư làm giàu vào dịp đầu năm, thì cuối năm họ có cả tháng 10 âm để tận dụng cơ hội, được các sao tốt chiếu mệnh, họ sẽ đi xa hơn bình thường, thu về nhiều thành tựu khiến chính họ với bản tính thận trọng, ít khi liều lĩnh đầu tư cũng phải ngạc nhiên. Tuổi Dần. Mạnh mẽ, độc lập và liều lĩnh chẳng ai bằng, tuổi Dần luôn biết phải làm thế nào khi gặp khó khăn và cả khi thuận lợi với các cơ hội tốt mở ra trước mắt. Trong năm Kỷ Hợi này, từ tháng 4 đến tháng 8 họ gặp đôi chút sóng gió, bị tiểu nhân gièm pha nói xấu nên cuộc sống không được suôn sẻ. Tuy nhiên từ tháng 8 âm trở đi thì những xui xẻo này sẽ nhường chỗ cho những hanh thông thuận lợi trong cuộc sống của tuổi Dần. Tử vi học còn nói từ rằm tháng 10 âm trở đi, tuổi Dần may mắn không để đâu cho hết, được lộc trời cho nên sẽ vô cùng giàu có sung túc, thậm chí là một trong những con giáp giàu nhất vào dịp cuối năm. Tuổi Mùi. Kiên cường, mạnh mẽ và không bao giờ bị đánh gục, tuổi Mùi coi những khó khăn họ gặp phải là những thử thách để họ bước lên một nấc thang cao hơn mà thôi. Sau 2 năm liên tiếp bị thử thách như vậy, sang năm Kỷ Hợi 2019 và Canh Tí 2020 sẽ là lúc tuổi Mùi lấy lại những gì đã mất, thậm chí được đền bù gấp nhiều lần. Tử vi học còn nói từ sau rằm tháng 10 âm, tuổi Mùi gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, nỗ lực mà họ bỏ ra được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, nên việc thăng chức và tăng lương được cho là những điều tất yếu. Với những người tự kinh doanh thì cuối năm Kỷ Hợi cũng sẽ là cơ hội tốt để họ đặt những viên gạch nền móng và gặt hái được thành công vào dịp cuối năm nay và đầu năm sau. Tuổi Thân. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là những người thông minh, sáng dạ hay có những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Ngay từ nhỏ những tố chất này đã thể hiện rõ ở người tuổi Thân và càng lớn lên thì chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng giúp mang lại nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Thân sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và đạt được những thành quả tích cực. Đi kèm với đó họ cũng sẽ thu về nhiều lợi nhuận hơn hẳn những năm trước. Tử vi học còn nói từ sau rằm tháng 10, tài lộc của tuổi Thân không những vượng phát mà sẽ còn duy trì ổn định trong cả tháng, giúp họ có nhiều cơ hội để kiếm tiền tuyệt vời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tâm sự có tiêu đề: chồng đùng đùng đòi ly hôn rồi ngang nhiên dẫn bồ về ra mắt, vợ chỉ nhả một câu mà cô ả xanh mặt.
Mấy ngày hôm nay, căn nhà rộng rãi khang trang, vốn là cả một bầu trời hạnh phúc của vợ chồng Hiền, bỗng nhiên biến thành nhà hoang. Giữa lục đục hôn nhân, cãi nhau nhiều như cơm bữa, Hiền đành phải tạm gửi con về ngoại. Còn Chiến, gã chồng tệ bạc, chẳng biết giờ này đang mất hút ở đâu. Hiền nghĩ mãi mà không ra, rằng cô bị cắm sừng là vì lý do gì. Hiền xinh đẹp, có chỗ đứng xã hội, lại tâm lý chiều chồng, con cái thì đủ cả nếp cả tẻ. Đúng là lòng người không biết bao nhiêu là đủ. Ban đầu khi Hiền phát hiện ra Chiến có nhân tình bên ngoài, hắn chỉ nói rằng muốn tạm xa nhau một thời gian để nhìn nhận mọi thứ. Hiền phát điên lên mà gào thét vào mặt chồng để xin anh ta một lý do chính đáng, nhưng đáp lại Chiến lại quay ra đòi ly hôn. Hiền nhớ những tháng ngày cơ cực mà Chiến mang đến cho mình, khổ sở, vất vả, làm ngày làm đêm để trả nợ cho khoản đầu tư lỗ đến cả tiền tỷ của chồng, rồi những lần ăn chơi bù khú bên anh em Chiến hữu. Cũng đã bao lần Hiền định dứt bỏ, nhưng cứ thấy chồng xin lỗi, hứa hẹn, cô lại mềm lòng. Vậy mà giờ đây, cuộc sống mới ổn định chưa được bao lâu thì Chiến lại sinh tật. Nhưng khổ nỗi, từ trước giờ mẹ chồng luôn có hiểm khích với cô chỉ vì Hiền nổi trội hơn Chiến về mọi mặt. Điều ấy khiến bà xấu hổ vì người ngoài cứ gièm pha, nhất là sau vụ nợ nần của Chiến. Mình Hiền càng đáng cả gia đình. Từ sau khi biết Chiến công khai ngoại tình, Hiền còn nói bóng gió với mẹ chồng, nhưng bà lại dửng dưng. Biết chẳng thể cứu vãn, Hiền đã cay đắng nghĩ đến bước đường cùng là ly hôn. Nhưng ra đi thế này thì ấm ức lắm. Vào nhanh đi em, không mẹ chờ. Không cần phải căng thẳng như thế đâu, có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em đâu. Tiếng của Chiến vừa nói vừa cười với một ai đó ngoài sân. Hiền bước ra, ba mặt đối diện nhau. Chiến có chút ngỡ ngàng. Sao cô lại sang đây vào giờ này? Mà thôi, đằng nào thì cô cũng biết rồi. Nay tiện có đông đủ mọi người, tôi thấy chúng ta cũng nên nói chuyện dứt điểm một lần nữa cho nó rõ ràng. Tin được không đây, Chiến còn ngang nhiên dẫn tình nhân về ra mắt bố mẹ và có ý định lấy cô ta sau khi giải quyết xong thủ tục ly hôn với Hiền cơ đấy. Nhìn phong thái của hai người thì chắc chắn chủ nhân của ngôi nhà này đã có sự chào đón cô ả kia. Người đàn bà lạ mặt có vẻ khá rụt rè, khép nép khi diện kiến chị cả là Hiền. Thì ra mẹ chồng cô cũng đã biết rõ mọi chuyện. Không biết Chiến thuyết phục gia đình thế nào mà kẻ thứ ba kia lại có mặt trong nhà cô hôm nay. Nhìn qua thì thấy rõ cô ta không phải dạng tiểu tam ghê gớm, mưu mô xảo quyệt. Không ngờ cũng có ngày Hiền rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Cô gái kia không đáng trách, kẻ đáng trách chính là gã chồng bội bạc của cô kia kia. Còn mẹ chồng Hiền vớ được con dâu mới, ủ ì, bảo gì nghe nấy thì lại thích thú ra mặt. Phen này Hiền không thể làm người thừa được nữa. Hiền kéo cô gái kia ra một chỗ thủ thỉ mặc cho cô ta sợ hãi đến thế nào. Cô khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn tình địch lên tiếng. Không cần căng thẳng như thế đâu, thực ra chị muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã rước đi cho chị một cục nợ đời. Từ giờ chị có thể thoải mái sống cho riêng mình được rồi. Phòng bà bão táp sắp tới, nhờ cậy cả vào em. Trước khuôn mặt đầy nghi hoặc của cô bồ, của Chiến, Hiền rút điện thoại cho cô ta xem những tin nhắn của chủ nợ, bằng chứng chiến tích chơi bời phá phách của anh ta. Cô nàng mặt biến sắc hẳn, có lẽ đã mất hình tượng đẹp đẽ, mất rồi. Kể ra Hiền cũng phục tài của Chiến, chả được cái nước gì ngoài gái gú, lừa được cả con nhà người ta ngây thơ thế này. Nói xong mấy lời ngắn gọn, Hiền lẳng lặng dắt xe ra về rồi bấm số gọi điện cho bố chồng. Ông vốn là người nghiêm khắc lại chính trực, đừng tưởng thừa lúc ông không có nhà mà giở trò vớ vẩn. Xem ra kịch hay Hiền không được chứng kiến tận mắt rồi. Giờ thì để xem loại đàn ông không biết thân biết phận như Chiến sẽ còn lại được cái gì quý giá.